Dàn sao gian ninh man Việt quẩy cực sung ở Hạ Long, Cari và Trường Giang vắng mặt những hình ảnh mới nhất của dàn các gian ninh man Việt mùa 2 đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Mới đây, dàn sao gian ninh man Việt Nam mùa 2 gồm Ninh Dương Lan Ngọc Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Liên Bình Phát và Trương Thế Vinh đã cùng nhau có mặt tại Hạ Long để tham gia một sự kiện đặc biệt. Điều đáng chú ý hơn cả là sự vắng mặt của hai thành viên còn lại là Trường Giang và Cari. Được biết, Nam giáp cơ 8X do vướng lịch trình quay rap Việt nên thời gian qua không thể tiếp tục góp mặt cùng chơi là chạy mùa 2. Tuy nhiên, lý do anh già Trường Giang được xem là người cầm trịch không xuất hiện trong buổi họp mặt quan trọng vẫn khiến đông đảo người hâm mộ tò mò. Thay vào đó, khả như, một nhân vật trước giờ chưa từng xuất hiện tại gian ninh man Việt lại đứng cạnh Ngô Kiến Huy và Trương Thế Vinh trong cùng một khung hình. Thậm chí, trên Facebook cá nhân của mình khả như còn hào hứng đăng tải những bức ảnh check-in xinh đẹp cùng Ninh Dương Lan Ngọc nhiều người suy đoán có thể khả như sẽ là một trong những khách mời sắp tới của chương trình cũng có thể nữ diễn viên sẽ sắm vai mc dẫn dắt màn dạo đầu cho sự kiện lần này trường giang ngay khi gian ninh man việt mùa hai lên sóng chính thức nam danh hải bị so sánh với hot mùa trước là chấn thành về cả thể lực lẫn khả năng kết nối các thành viên đối mặt với áp lực dư luận mới khó từng thừa nhận bản thân không thể bằng đồng nghiệp khẳng định chạy đi chờ chi hai chỉ là một cuộc vui giải trí mang lại tiếng cười cho khán giả là chính thắng hay thua không quan trọng trong tập phát sóng mới nhất Trường Giang được ghép cặp cùng Lan Ngọc, ban đầu được đánh giá là đội yếu nhất, có nguy cơ sống đất nhà giam như mọi khi. Tuy nhiên, cặp vừa Lan Ngọc, Trường Giang trong tập 14 là minh chứng rõ ràng nhất cho câu hay không bằng hên khi xuất sắc hoàn thành trò chơi và may mắn có được hai thẻ trái tim, trở thành cặp đôi giành chiến thắng chung cuộc mà không phải chật vật xé bảng tên như những đội khác.